Cả nhà hello, welcome back Nhân Phan Cuộc Sống Mỹ một lần nữa. Cảm ơn quý vị ủng hộ channel rất là nhiều. Mời quý vị nghe tin tức buổi sáng. Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 11/7/2024. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn. Và Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Nóng quá muốn cầu mưa mà nghe mưa là sợ anh Quang Hưng ơi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Nam Khoa và quý khán giả khắp nơi. Đúng như vậy, mưa đừng có rớt nữa xuống Houston. Hiện nay bây giờ lại vẫn chưa có điện, chị Thu Nga. Nhưng mà nếu mà chờ vài ngày không có mưa nữa, thế là Houston cũng cầu mưa giống như Dallas, Fort chúng ta mà thôi. Chúng ta xin kính chào quý khán giả, chào Đăng Khoa, Phương Nguyên và Quang Hưng. Đúng như vậy, ở Dallas, Fort này không có một cái giọt mưa nào hết. Những ngày qua, hôm nay và những ngày tới, và nhiệt độ nó nóng khủng khiếp, và nó cứ có khi nó mặt trời đã rực rỡ, có khi nó ui ui, nhưng mà cái nóng nó nóng lắm. Ngày hôm nay được 49 độ ban ngày và ban đêm là 75 độ. Ngày mai thứ Sáu là 97, 76. Trời kỳ da như vậy, nóng quá. Ngày thứ Bảy là 95, 77. Và ngày Chủ Nhật là 96, 79. Chả có thấy mưa đâu hết. Bây giờ khi nào mà hồ nước nó bốc hơi hết thì lại còn mưa nữa, phải không ta Khoa? Hôm nay chúng ta có thể có khoảng 30-40% cơ hội mưa, và cái khung giờ của nó sẽ có thể là vào buổi chiều ngày hôm nay, khi mà phần trăm cơ hội mưa sẽ cao hơn, và nhiệt độ hôm nay lên cao là 90, vậy là 76. Ngày mai thứ Sáu thì cũng còn khoảng gọi là 40-50% cơ hội mưa đối với thành phố Houston. Ngày mai thì thời tiết được cho là có xuống thấp một chút so với những ngày trước, tại vì chắc có thể là có mưa, và cao thì có 87-88, về đêm là 75. Sau đó qua ngày Chủ Nhật, ngày thứ Bảy Chủ Nhật và bước qua tuần lễ sau thì Houston sẽ lại có nắng xuất hiện trở lại, nhưng mà nói chung là cái thời tiết cũng chỉ cao ở mức là 91-92 mà thôi, về đêm xuống thấp là 75. Như vậy ngày hôm nay, ngày mai thì có thể có mưa, sau đó thì sẽ tiếp tục là những ngày nóng, nhưng mà tạm thời chưa thấy ba con số xuất hiện thì cũng đỡ hơn đôi chút, nhưng mà Houston bây giờ vẫn nóng lắm, và đặc biệt là cũng có nhiều nơi vẫn chưa có điện trở lại sau khi mà cơn bão nó đi vô Houston vào ngày thứ Hai vừa rồi. Thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương sáng nay tại Houston, Conico. Đúng như vậy, dành bản tin lớn bao gồm hai bản tin nhỏ cũng nói về cái hậu của cơn bão Barren. Và phần tin nhỏ đầu tiên là nói về rất nhiều người vẫn tiếp tục sống trong cảnh không có điện giữa thời tiết nắng nóng, gây ra sự bất bình khi mà cơ quan Centerpoint họ nói rằng là họ vẫn đang tiếp tục nỗ lực để khôi phục điện cho khoảng 1.4 triệu khách hàng ở Houston sau cơn bão Barren. Thì lát nữa đây, Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Phần tin nhỏ kế bên là phần tin mà hôm qua chúng ta đã nhắc đến, khi mà cho biết là giữa lúc Thống đốc Greg Abbott của tiểu bang Texas có chuyến công du nước ngoài cho công tác về kinh tế, thì Tổng thống Biden hôm thứ Ba vừa qua nói rằng chính quyền liên bang đã không thể phân bổ những nguồn lực khẩn cấp bao gồm các máy phát điện và những cái nhu yếu phẩm sau khi cơn bão Barren tấn công vào Texas, cho đến khi tòa bạch ốc có thể liên lạc được với các giới chức lãnh đạo của tiểu bang. Trong khi đó, cả thống đốc lẫn phó thống đốc Dan Patrick đều nói đây là một cái điều nói dối. Và phần tin cuối ở bên dưới nói về việc Sở Giáo dục của Texas đã bổ nhiệm ông Lisa Sharkey làm người đứng đầu cơ quan giáo dục đặc biệt mới cho khu học chánh Houston, thay thế cho bà Molly Cordu, người đã từ chức sau 3 năm đảm nhiệm vai trò này. Thì theo như bản tin cho biết, đây là cựu giám đốc điều hành chương trình giáo dục đặc biệt cho học khu Crapin Colorville, sẽ chịu trách nhiệm giám sát các nỗ lực của khu học chánh Houston để cải thiện dịch vụ cho các em học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tại Houston Conico sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng. Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị khán giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin có cho biết là Tổng thống Joe Biden hiện nay đang gặp khó khăn trong cái cuộc vận động tranh cử của ông ấy. Nhưng mà ngày hôm qua ông lại gặp thêm một cái vấn đề, ngay cả bà cựu chủ tịch quốc hội ở tại Hạ viện là bà Nancy Pelosi đã chỉ nói rằng là còn tùy thuộc vào Tổng thống, ông ấy đang quyết định. Nếu mà ông ấy không có muốn chạy đua nữa, riêng một trong những cái người đóng góp
nổi tiếng là ông George Clooney cũng nói rằng là Tổng thống không nên tiếp tục chạy đua để tái tranh cử. Một số các vị thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ và các nhà làm luật cũng bày tỏ về những cái sự lo ngại mới về cái khả năng là Tổng thống có thể hạ được cựu Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa. Bản tin chính ngày hôm nay cũng có nói là Phó Tổng thống Kamala Harris công bố về một cái đề nghị nhắm tới của Tòa Bạch Ốc là về cái tỷ lệ tử vong cao của Hoa Kỳ trong cái chuyến viếng thăm thành phố Dallas vào ngày hôm qua trong cái bài phát biểu của bà. Với cái chính sách hiện nay là tạo ra một cái sự căn bản trong cái vấn đề phục vụ sức khỏe đối với lại các thai phụ tại các bệnh viện. Một số những cái căn bản đó, trong đó bao gồm là buộc các nhân viên phải được huấn luyện thường niên về những cái vấn đề có liên quan đến đỡ đẻ. Đó là theo như là cái bản công bố của Trung tâm Medicare và Medicaid cho biết như thế. Bản tin kế cho hay là thêm những cái áp lực vào ngày hôm qua đối với lại các công ty điện lực tại thành phố Houston. Trong khi đó có hơn 1 triệu công dân vẫn chưa có điện đã gần 3 ngày trời sau khi mà cái trận bão Beryl đi vào đất liền. Có một cái câu hỏi hiện nay được đưa ra là một cái thành phố rất là quen thuộc với những cái trận bão lớn như vậy, tại sao họ lại không có đứng vững được với chỉ một cái trận bão ở cấp độ số 1? Bản tin phía dưới cho hay là vấn đề kỹ thuật đang là một trong những sự kiện mà thế giới sẽ phải sử dụng trong tương lai. Thống đốc Craig Abbott đã quan tâm về hai cái vấn đề đó. Trước hết là trí tuệ nhân tạo và không gian. Đây là hai cái chủ đề chính của ông trong cái chuyến công du tại Đông Á, nói về cái phát triển kinh tế cho tiểu bang Texas. Và đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần kinh tế này. Và cuối cùng cái đề nghị là có một cái đường ray xe lửa tốc hành tại miền Bắc Texas sẽ phải đi vòng qua khu vực downtown Dallas trên con đường nó tới thành phố Fort Worth sau khi các giới chức của thành phố đặt ra cái câu hỏi về cái việc là nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cái kế hoạch 3 tỷ Mỹ Kim được xây dựng cho cái trung tâm hội nghị mới và gần 5 tỷ Mỹ Kim cho cái dự án phát triển cái khu vực downtown này. Theo như là ban hội đồng vận tải của khu vực, đây là một cái nhóm gồm các giới chức được bầu hoặc là đề cử, thì họ có trách nhiệm là quản lý về cái chính sách vận chuyển cho khu vực miền Bắc Texas cũng như là đưa ra cái kế hoạch. Thì họ đã tranh luận với nhau trong cái cuộc họp mới và vào ngày hôm nay và có thể sẽ đưa ra cái quyết định sớm. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, đăng Khoa. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quang Hưng. Thưa quý khán giả, là cái cơn bão Beryl vừa rồi đó, nó không chỉ mang theo những cái trận mưa rất là lớn mà cũng như là những cái cơn lốc xoáy, mà nó còn gây ra ảnh hưởng liên quan đến việc đó là tràn cái nước thải sinh hoạt ngay chính tại thành phố Houston. Theo sở công cộng của Houston đó, thì cái lượng nước thải mà rò rỉ nó lên đến hơn 100.000 gallon và nó tập trung tại cái khu vực block đường 800 Commercial Street. Cái vụ việc này khiến cho nhiều người dân họ rất là lo ngại. Tuy nhiên các cái giới chức thì họ nói rằng là cái nguồn nước sinh hoạt cho thành phố cung cấp vẫn có thể bảo đảm an toàn và người dân không cần phải thực hiện cái việc đó là đun nước sôi lên. Sở công cộng đang cố gắng để mà có thể kiểm soát tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng để mà có thể bảo đảm cho cái vấn đề an toàn cộng đồng và trong cái thời gian như thế này. Tính đến 7 giờ tối thứ hai ngày 8 tháng 7, ước tính có khoảng 150.000 gallon nước thải đã bị rò rỉ ra môi trường. Vụ việc cũng đã được báo cáo cho chính quyền địa phương và cũng như là Ủy ban Môi trường Texas, gọi tắt là TCEQ, để có biện pháp giải quyết một cách nhanh chóng nhất. Đối với những người dân mà sử dụng cái giếng nước tư nhân trong cái phạm vi 800 mét tính từ cái khu vực mà phát hiện ra cái sự rò rỉ hoặc là khu vực có nguy cơ ảnh hưởng á, thì việc sử dụng nước sinh hoạt cần hết sức thận trọng. Cái nước giếng cần phải được đun sôi ít nhất là 1 phút hoặc là được giải quyết bằng cái phương pháp gọi là phương pháp chưng cất trước khi mà dùng cho các cái hoạt động cá nhân như là uống rồi nấu ăn, tắm giặt hoặc là đánh răng. Ngoài ra thì cư dân cũng nên
xem xét về cái vấn đề mà xét nghiệm và khử trùng nước giếng nếu cần thiết để mà có thể không ảnh hưởng đến cái vấn đề an toàn cho sức khỏe. Đối với những người mà sử dụng cái nước sinh hoạt từ hệ thống cung cấp công cộng đó, thì cái việc xác nhận cái vấn đề an toàn của nước với nhà phân phối là điều cần thiết trước khi mà sử dụng. Bên cạnh đó thì người dân cũng được khuyến cáo là tuyệt đối tránh tiếp xúc với cái nước thải, những cái khu vực đất bẩn hoặc là nước trong cái khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời không được bơi lội tại những cái nơi này. Cũng có những nơi đã xảy ra những cái hiện trạng ngập lụt khá là nặng, như là tại khu vực 288, 610 cũng như là trên xa lộ 10 hoặc là trên xa lộ 45. Nếu mà vô tình tiếp xúc với những cái nguồn nước như vậy thì theo các giới chức của Sở An toàn Công cộng Houston á, thì cần phải tắm rửa và cần phải coi như là giặt giũ lại những cái quần áo để tiếp xúc với những cái nước như thế này để mà hạn chế cái nguy cơ lây nhiễm bệnh. Xin quay trở lại với cô Thu Nga. Cảm ơn anh Khoa. Một bản tin là bắn nhau ở bên Greenville, trường học, và ở Hinds County đã bắt một người đàn bà bị cáo buộc là bà đã toan tính bắn nhân viên trong một trung tâm thể thao của trường học. Và vụ nổ súng xảy ra tại Greenville High School Athletic Center. Ngày thứ Tư thì hai chiếc xe của cảnh sát trường học Greenville đã đậu bên ngoài khu vực thể thao của trường học, nơi mà khu học chánh nói lúc bây giờ có một cựu là một cựu nhân viên, một football assistant coach đã bị bắn bởi bà vợ cũ ngày thứ Ba lúc khoảng 1:30 PM. Không có học sinh hay là nhân viên nào bị thương và tất cả những người tập thể thao đã xong xuôi trước đó một tiếng đồng hồ. Ngày thứ Tư, hiệu trưởng của Greenville ISD đã post lên một statement online nói rằng người assistant coach này đã bị bắn là một cựu nhân viên của School District. Và trong một cái statement thì Superintendent Dr. Joe LePage nói khu học chánh không thể chấp nhận bất cứ một loại này, một cái loại nào giống cái câu chuyện này giữa những người lớn mà có thể tạo ra cái sự quan tâm và an toàn cho những nhân viên khác và toàn thể học sinh. Buổi chiều thứ Tư thì Greenville ISD xác nhận kẻ tình nghi 44 tuổi là Keisha Leota McCloud của Houston. McCloud từng bị charged với tội tấn công hung bạo với vũ khí giết người và mang súng bất hợp pháp vào nơi bị cấm súng ống. Greenville ISD nói người coach là có chú ý khi mà McCloud bắn một tràng, không rõ nguyên nhân nào đưa đến sự việc này. Sau đó McCloud đã bị District Police bắt giữ trong khu vực Dallas. Bà ta bị đưa qua nhà tù ở Hinds County và cái tiền thế chân là 105.000. Cô Nguyên. Xin thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle nối tiếp phần tin liên quan đến cái hậu của cơn bão Barry vừa qua. Nó vẫn tiếp tục gây ra cái tình trạng mất điện. Cơn bão này khiến khoảng 1.4 triệu khách hàng tại khu vực Houston và vùng phụ cận rơi vào tình trạng không có điện, và công ty truyền tải điện là CenterPoint Energy, họ vẫn chưa có chắc chắn là khi nào điện sẽ được khôi phục trở lại một cách hoàn toàn. Mà theo thông báo thì trên Facebook đó, thì họ nói rằng là cái tình huống xấu nhất là phải đợi cho đến tối ngày Chủ nhật mới có thể gọi là khôi phục hết hoàn toàn điện. Ban đầu đó, công ty này ước tính rằng là khoảng 1 triệu khách hàng sẽ có điện trở lại vào cuối ngày thứ Tư hôm qua. Nhưng mà một số ngôi nhà vẫn phải đối mặt với tình trạng mất điện lâu hơn. Công ty đã cung cấp một số thông tin chi tiết cho những khách hàng không có điện vào ngày hôm nay thứ Năm, nhưng mà không có cung cấp thông tin về khu vực nào có khả năng được kết nối trước. CenterPoint đã bị chỉ trích vì phản ứng quá chậm chạp và thiếu liên lạc với khách hàng. Ban đầu đó, công ty này chỉ huy động khoảng là 2.500 nhân viên để hỗ trợ lẫn nhau đối phó với cơn bão. Nhưng sau đó tình trạng tồi tệ đã khiến cho họ buộc phải huy động lên đến 12.000 nhân viên khi đường đi của bão chuyển hướng về Houston. CenterPoint đã cho biết là họ đang ưu tiên để mà khôi phục điện lại cho các cơ sở quan trọng như bệnh viện, cảnh sát và trạm cứu hỏa. Công ty vẫn chưa đưa ra mốc thời gian chi tiết và thời điểm lúc nào sẽ được khôi phục trở lại hoặc là khu vực cụ thể nào sẽ được khôi phục trước. Người ta chỉ trích CenterPoint tại vì những cái vấn đề của công ty này điển hình như
là dịch vụ Power Alert của công ty. Đây là dịch vụ cung cấp khách hàng những cái thông tin cập nhật. Xin lỗi quý vị, liên quan đến vấn đề mất điện, thì Power Alert đã gặp vấn đề khi mà nhiều khách hàng trước cơn bão và trong cơn bão đã có ghi danh, nhưng mà họ nói rằng họ không có nhận được bất kỳ một cập nhật nào từ Power Alert để biết được về tình trạng cướp điện của nhà mình. Bên cạnh đó, một công cụ khác của Centerpoint là Outage Tracker. Đây là công cụ để mà cung cấp những cái nơi và cập nhật những cái nơi bị mất điện và những cái nơi có điện trở lại. Nhưng mà cái công cụ này cũng không có thể nào hoạt động khi cơn bão đến và nó vẫn chưa khôi phục được trở lại. Cơn bão Berin đã phải đối mặt với một thách thức lớn khi mà nó làm cho 2.26 triệu ngôi nhà cũng như cơ sở thương mại ở khu vực Houston bị rơi vào tình trạng mất điện. Đây nó chiếm khoảng 80% về tổng số khách hàng mà Centerpoint Bayou City và những cái vùng phụ cận phục vụ, mà thậm chí nó còn lớn hơn tổng số người bị mất điện trong cơn bão Ike vào tháng 9 năm 2008. Quay trở lại với anh Quang Hưng. Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị khán giả, là về cái kỹ thuật tân tiến hiện nay đã gia tăng sử dụng trong cái tương lai của thế giới. Ông thống đốc Craig Abbott đã quan tâm về hai cái vấn đề và cái sự phát triển của nó, nhất là cái vấn đề sự trí tuệ nhân tạo và không gian. Đây là hai cái chủ đề trong cái cuộc vận động của ông trong cái chuyến đi tại Đông Á, nói về cái vấn đề phát triển kinh tế cho tiểu bang Texas, làm việc chung với lại các nhà lãnh đạo thương mại cũng như là chính trị tại Đài Loan, Nam Hàn và Nhật Bản để đầu tư vào tiểu bang Texas. Ông Abbott có nói rằng AI và cái vấn đề khám phá không gian nó có thể dẫn đến một cái sự tăng tiến về an ninh cũng như là quyền lực về kinh tế. Ông Abbott đã nói với lại Tổng thống của Đài Loan là ông Lại Thành Đức trong cái cuộc họp vào hôm Chủ nhật tại Đài Bắc rằng là cái vai trò mà Đài Loan đang đóng hiện nay trên chiến trường quốc tế hết sức là quan trọng. Và vấn đề trao đổi mậu dịch là một vấn đề, đồng thời nó nói đến về cái kỹ thuật bán dẫn cũng như là cải thiện về vấn đề kỹ thuật là một vấn đề nữa. Tuy nhiên cái mà quý vị hiện nay đồng thời hết sức là quan trọng trong cái cuộc vận động đó là hòa bình thế giới và dân chủ khắp nơi trên thế giới. Đài Loan hiện nay đang phải đối diện với cái sự đe dọa về phía bên Trung Cộng. Họ không có công nhận về cái sự độc lập của cái hòn đảo này, và họ không có loại bỏ cái khả năng là có thể sử dụng vũ lực để mà chiếm cái hòn đảo quốc này với cái sự cai trị của Bắc Kinh. Nam Hàn thì cũng bị đe dọa bởi Bắc Hàn khi mà các giới chức ở đây họ tiếp tục thử nghiệm các loại vũ khí trong một cái hệ thống với cái hy vọng là sẽ gia tăng sở hữu vũ khí nguyên tử. Nhật Bản thì có thể sẽ phải chi tiêu thêm về quốc phòng, đặc biệt khi mà nếu cựu Tổng thống Donald Trump được tái đắc cử theo sau về cái kế hoạch là sẽ có những cái hành động được xem là phối hợp về vấn đề quân sự. Trong năm 2019 thì ông Trump đã từng yêu cầu phía bên Nhật Bản là phải đóng góp gấp 4 lần cho cái vấn đề chi tiêu của các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong cái quốc gia này lên tới là 8 tỷ Mỹ Kim. Thế nhưng là Nhật Bản thì không có tuân thủ theo. Vào ngày hôm qua thứ Tư thì ông Abbott có nói rằng về vấn đề kiểm soát AI nó có thể sẽ dẫn đến một cái vấn đề gia tăng cao về quốc phòng, nhất là những cái vụ mà đột nhập trên các trang mạng xã hội và chiến tranh. Đồng thời nó cũng sẽ củng cố về cái hệ thống phòng thủ trên không gian mỗi khi có những cái sự xung đột về quân sự. Các giới chức quân đội của Hoa Kỳ thì cũng vốn nói rằng đây là cái chủ đề lớn hiện nay. Ông Abbott có nói như thế. Ông Abbott đồng thời cũng nói rằng các quốc gia hiện nay đang trên đà thịnh vượng và an ninh đóng một cái vai trò lớn trong cái chiến trường, và nó là một trong những cái điều mà các nhà lãnh đạo nên chọn lựa về cái hoa quả của cái sự xuất hiện trong các vấn đề kỹ thuật tăng tiến, đặc biệt là cái vấn đề sản xuất ra bán dẫn cũng như là những cái loại chip tân tiến hiện nay. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hương và cô Thu Nga tại Dallas. Vâng, chào anh Khôn Nguyên, Đăng Khoa.